Hôm qua là kỷ niệm 30 năm ngày Tần Nguyễn bước chân vào Sài Gòn. Mình có điện cho vài người bạn thân thuở Hàn Vi lên nhà và mấy anh em đi ăn cơm chung. Trong nhóm chúng tôi chơi đâu đó khoảng 10 người, và tôi cũng không có nhiều bạn bè. Tôi xác định với các bạn là tôi là người ít bạn bè, nhưng mà những cái mối bạn của tôi thì nó keo sơn. Chúng tôi sàng lọc được ra trong nhóm chúng tôi có khoảng 10 người, và hôm qua thì tôi cũng chỉ gặp được có vài người thôi. Một số người vì nhiều lý do không đến được. Chúng tôi vào miền Nam vào những năm 94, 93, 94, 95. Thế hệ đó rất là nghèo. Và sau 30 năm lăn lộn ở giữa cuộc đời, tôi có những cái bài học kinh nghiệm và thực lòng muốn truyền lại cho các em thế hệ ngày hôm nay. Có thể ngày mai các em sẽ vào thương trường. Và tôi không muốn các em đi đến những cái ngõ cụt như chúng tôi và bạn bè chúng tôi đã từng vướng phải. Điều tôi mong muốn nhất là các bạn trẻ ứng dụng những cái kinh nghiệm của chúng tôi để mà thành công và không có những cái thất bại đáng tiếc. Hôm qua tôi gặp được vài người bạn thì chúng tôi cũng trong cái bữa cơm tối hôm qua là những cái người bạn rất là thân tình, và chúng tôi đúc kết những cái điều rất đơn giản để thành công được. Thực ra có những người cái trí óc của họ thông minh hơn chúng tôi rất nhiều. Họ tính toán rất là nhanh, rất là nhiều mưu, rất là nhiều chiêu. Nhưng mà cái đó cũng không có tạo ra sự thành công đâu. Cuối cùng trụ lại được ở trên thương trường và trở thành những ông chủ uy tín, sống khỏe, sống bền, vẫn là những người có uy tín. Cái đây ấy, cái điều này ấy, chắc chắn là tôi và các bạn đã từng được nghe rất nhiều trong đời của mình, đó là chữ tín. Và bây giờ tôi có thể nhắc lại với các bạn là chúng tôi, những người bạn đi bằng hai bàn tay trắng vào đây. Chúng tôi 6 đứa trọ ở trong cái phòng trọ 9 mét vuông ở số 24 xẹt 4 Lê Quang Sung, ngay đối diện với bến xe Chợ Lớn, là cái hẻm chúng tôi trọ ở trong đấy. 6 đứa ở trong một căn phòng trọ 9 mét vuông rất là tăm tối, và xuất phát điểm đều là hai bàn tay trắng, không có gì. Khi mà đóng xong nhà trọ để chúng tôi ở thì chúng tôi cũng hết tiền luôn, hàng ngày đi chợ nấu cơm ăn ăn rất là khỏe. Chúng tôi còn kể chuyện ngày xưa, ông nhớ không, nấu về cái nồi nắp nồi cơm nó phải dở lên mới đủ anh em ăn. Và khi mình đi chợ mua rau muống thì những người đi chợ họ tưởng nhà mình nuôi heo. Đúng như vậy, đồ ăn thì cái gì cũng nhiều và phải thanh niên tự nấu cơm ăn. Chúng tôi là thanh niên nhưng mà không ăn cơm tiệm, đều về nhà anh em nấu cơm với nhau để ăn. Và cái phẩm chất, nó có cái yếu tố phẩm chất của những người thành công. Và sau này tôi có thể từ những kinh nghiệm từ bạn bè tôi có thể xem bói được ai thành bại trong cuộc đời, tôi cũng có thể nhìn tính cách để tôi biết. Tôi ở chung với những người bạn, có những bạn làm được đồng nào thì cô gái dắt bạn gái đi chơi, góp xe máy, mua góp chiếc xe rất là đắt tiền, ngày đó hàng 2-3 cây vàng đi góp những cái xe máy như thế để mà có bồ, thu nhập rất cao và chở bồ đi chơi. Thì tôi khẳng định với các bạn, nếu bây giờ các bạn gặp những trường hợp như vậy ở trong cuộc đời, tôi khẳng định đó là sự tiếp người thất bại này. Sau này cuối đời không có gì đâu, sống cực kỳ khổ luôn. Nếu mà họ không thay đổi là cuộc đời vứt đi. Là tiếp người thứ nhất, cái bạn đó đấy, ngày xưa lương cơ gấp đôi chúng tôi luôn, nhưng mà do cứ tiêu vào tương lai của mình, ngay từ bé đã có cái tâm thức tài chính không đúng rồi. Thế thì sau này làm ăn cũng đi ra, bắt đầu mở làm chủ làm ăn thì là cái tiếp người lấy hàng của khách hàng rồi không trả tiền, rồi cứ bùng hàng bùng hàng bùng đến mức trốn khỏi Chợ Lớn. Trốn khỏi Chợ Lớn tức là tự lấy rào dấp cổng vào nhà mình. Những cái đó rất nhỏ nhoi nhưng nó hủy diệt cuộc đời của mình, đó là gì?
tự mình dẫm đạp vào cổng nhà mình. Như vậy cuộc đời của những con người đó họ hay đổ lỗi cho số phận, chính họ tạo ra số phận của họ, chính tạo họ đã rào lối về nhà mình. Cái chợ lớn mênh mông vậy nhưng mà không dám vác mặt đến nữa, bởi vì tại sao? Vì sợ ta đòi tiền mất uy tín. Đó là típ người thông minh, rất nhiều chiêu nhưng mà không có uy tín, và trong cái tâm địa là đi muốn đi giật tiền, không bao giờ có cơ nghiệp. Tôi có khoảng 4 người bạn như vậy, tất cả đều trốn khỏi Sài Gòn và tha phương cầu thực, và cuộc đời sống khốn khổ về tiền bạc. Nhóm người thứ hai đó là những người không thông minh lắm nhưng có một cái phẩm chất để dành, lúc nào cũng tiết kiệm. Vào đây từ tháng 4 nhưng mà đến cuối năm là đã dư được 1,5 cây vàng rồi, làm một cái dây chuyền rất là to để đeo. Vào từ tháng 4, ngày đó vàng nó 5 triệu một cây, 5 triệu một cây, 500 nghìn một một chỉ, năm 94, 95, không tới 500 đâu. Cuối năm đã có 1,5 cây vàng rồi. 2 năm sau là mua được miếng đất 38 chỉ, cất một căn nhà 2 cây nữa. Đó là những cái người chả có tài năng gì nhưng mà vẫn tạo ra cái khối tài sản như vậy. Và chúng tôi có khoảng 4 người bạn như vậy, đều xuất phát điểm vào đây, cái xe đạp không có mà đi, toàn đi chân đất, à xin lỗi, toàn đi gọi là đi bộ đi làm, chọn chỗ đi làm. Nhưng những người có phẩm chất như vậy bây giờ đều là những ông chủ, mà mỗi người, người nhiều thì có khoảng 30 căn nhà và người ít thì cũng có khoảng 5-6 căn, không thông minh mấy. Khi mà ngồi tâm sự nói chuyện với chúng tôi thì đó vẫn đều là những người mộc mạc chân thành, cái thói quen nó tạo lên cuộc đời của mình. Và đó là những người bạn rất thân với tôi. Chúng tôi ngày nay có thể cầm cho nhau 100 triệu, 200 triệu không là gì, bởi vì chúng tôi có một cái quá khứ tình nghĩa của những người đã từng vào những cái lúc gian khó nhất trong cuộc đời với nhau, nên chúng tôi rất là quý trọng. Và tất cả những người có cái thói quen tốt đó sau này đều có một hậu vận cực tốt, họ có nhiều tiền. Bạn tôi nói rằng suốt bắt đầu từ Covid đến giờ, bạn tôi cũng có một doanh nghiệp sản xuất. Bây giờ bạn tôi có một doanh nghiệp sản xuất. Bạn tôi nói với tôi cũng liên tục phải nói với bạn tôi là không được vay nợ và không được thiếu ngân hàng, rất là nguy hiểm. Bạn tôi bảo ông yên tâm đi, từ Covid đến bây giờ bất kỳ lúc nào trong túi của tôi cũng có từ 1 đến 2 tỷ và không bao giờ thiếu điều đó. Đầy người láu cá thông minh hơn bạn tôi nhiều, kinh doanh sớm hơn chúng tôi nhiều, và rất nhiều các doanh nghiệp hàng nghìn tỷ bây giờ vẫn vạ ngã ngựa vì phá vỡ những quy tắc về tài chính. Chúng tôi trụ lại 5 người bạn chúng tôi chơi với nhau, chúng tôi không hề giàu nhưng nói thật với các bạn, ngân hàng thiếu tiền của chúng tôi chứ chúng tôi không thiếu tiền ngân hàng. Mặc dù các bạn bảo không thiếu lấy gì làm ăn, chúng tôi cũng không bao giờ đi thiếu. Và chúng tôi phải chọn một con đường rất dài, 20 năm mới thành công. Nhưng mà các bạn có thấy hôm nay vỡ nợ trên thị trường tài chính về trái phiếu, chúng tôi cũng ngồi để nói chuyện về thế sự. Vỡ nợ về thị trường trái phiếu, những cái người đó không có thói quen như chúng tôi. Những người mà vỡ nợ trái phiếu hàng nghìn tỷ đều không có thói quen cốt cho chúng tôi. Và trên thị trường tài chính Việt Nam cũng có đầy những công ty họ có âm áp tiền mặt, họ đầy tốt. Bạn nên nhớ là con ngựa khỏe mới là con ngựa chạy đường trường. Ở trong bất kỳ, và chúng tôi đã đúc kết được những cái mô thức thành công. Đó là cái chúng tôi không có học vị nhưng trường đời đã dạy chúng tôi những cái mô thức thành công. Và tôi thực sự rất là muốn dạy lại. Tôi rất là muốn dạy lại, tôi rất là muốn làm cái hồi ký. Và tôi rất tự hào về bạn bè của tôi, những cái người đi chân đất vào đây đạp cái xe đạp đi làm thuê cho những ông chủ. Tôi nói thật với các bạn, chủ Hoa Kiều của chúng tôi hầu như phá sản hết. Những ông chủ Hoa Kiều mà dạy chúng tôi phá sản 10 ông thì 8 ông phá sản. Nhưng mà chúng tôi là người công nhận, kể cả là Đài Loan, Hàn Quốc cũng xù lương chúng tôi về nước rất nhiều. Nhưng mà chúng tôi từ những người công nhân với cái phẩm chất đơn giản như vậy, chúng tôi vượt lên và chúng tôi giàu hơn cả chủ của mình. Có những người là danh gia vọng tộc ở trong cái thời điểm đó và hàng hóa của họ nổi tiếng khắp đất nước Việt Nam. Chúng tôi đi làm thuê cho họ nhưng các bạn tin không, bây giờ họ đều phá sản. Như vậy là bạn cũng vậy, nếu bạn xuất phát từ 2 bàn tay trắng và bạn có những thói quen tốt, tôi sẽ dạy các bạn trong các video tiếp theo. Bạn hoàn toàn có thể giàu hơn bất kỳ những người chủ nào đang làm cho bạn bây giờ. Tôi muốn nghe ý kiến của bạn. Hãy follow kênh của Tần Nguyễn. Comment xuống những câu hỏi của bạn về kinh doanh, về đầu tư, về tiền bạc. Tôi sẽ giúp cho các bạn. Chúng tôi đi từ 2 bàn tay trắng và trường đời đã dạy chúng tôi. Chúng tôi tự hào giữa chợ lớn, chúng tôi tự hào với đám bạn của mình. Những người hoa ở chợ lớn, đặc biệt là trong ngành cơ khí chế tạo,
ở trên lãnh thổ Việt Nam không lạ gì nhóm bạn của chúng tôi. Từ những người không biết gì, chúng tôi tham gia và có trách nhiệm trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Việt Nam. Và tôi rất tự hào về bạn bè của mình.